bàn rất là nhanh. Chính xác tuyệt đối. Bởi vậy ngày xưa cái cửa máy là cái máy khoan rất nhiều, nhưng bây giờ máy khoan gần như không có, tại vì tất cả là chức năng là bóng âm siêu phi khoan và rô tơ sử dụng cái máy này hết rồi.